chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết thực tế Honda Rebel 500S 2010 ra mắt với rất nhiều thay đổi đáng chú ý. Honda Rebel 500 là mẫu xe khá được ưa chuộng tại Nhật Bản. Mới đây nó vừa cập nhật một cái phiên bản mới cho năm 2020 với một số thay đổi đầy hấp dẫn, bao gồm hệ thống đèn pha, đèn hậu, đèn định vị hướng tới ứng dụng công nghệ đèn LED, thay thế cho cái bóng đèn halogen, làm cái diện mạo tổng thể chiếc xe trở nên tinh tế và phong cách hơn. Bên cạnh một loại hình được nâng cấp thêm những tính năng hiện đại, thì động cơ là hai xăng 471cc trên cái mẫu Rebel 500 2010 cũng được nâng cấp cái vòng tua lớn hơn. Ngoài việc cải thiện cái sự tiêu chuẩn khí thải Euro 5, nó còn ứng dụng ly hợp trường giúp cho người dùng trở nên thoải mái và động cơ tốt hơn khi bạn gặp tình trạng là kẹt xe hoặc là những chuyến du lịch xa. Với cái phiên bản ứng dụng có bóng đèn halogen thì ở đèn pha phiên bản cái chiếc Rebel 500 2020 được thay đổi thành 4 cái đèn LED đã được ứng dụng làm cái bộ phát sáng. Khi bật đèn thấp, hai bóng đèn LED ở trên sẽ được bật và đèn cao sẽ bật cùng lúc 4 bóng đèn LED. Đèn tín hiệu phía trước, phía sau cũng được thay thế bằng đèn LED và chúng cũng đã được thay đổi thành cái vỏ ánh sáng trắng. Đèn hậu cũng đổi sang đèn LED, nhìn đã thanh mảnh hiện đại hơn. Honda công bố họ nâng cấp một cái bộ yên mới trên cái mẫu Rebel 500 2020 nhằm tăng cường cái sự thoải mái bằng cách cải thiện cái lớp nút ở bên trong nhưng vẫn duy trì cái chiều cao yên ở mức là 690mm. Động cơ là hai xăng được điều chỉnh theo cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5, bổ sung thêm một cái bộ ly hợp trường phụ nhằm tối ưu cái thêm 3% hiệu suất. Do đó nó có thể đạt được khả năng chuyển số mượt mà và giảm áp lực chân người lái. Ngoài ra, một số điểm quan trọng khác không thể bỏ qua cho cái chiếc Rebel 500 2020 đã được cải thiện đáng kể cái cảm giác lái và dễ dàng sử dụng hơn. Tuy nhiên, vẫn ứng dụng cái lò phục ống lầm cơ bản với đường kính 41mm cùng với hệ số và lượng dầu bên trong đã được điều chỉnh về tối ưu khả năng vận hành. Cái độ hấp dẫn, cái độ hấp thụ của giảm xóc ở phía sau cũng được nâng cấp với việc sửa đổi hệ thống cái lò xo. Cái cần phanh cái kiểu dáng mới có thể điều chỉnh cái khoảng cách với 6 nấc theo kích thước và sở thích của người lái. Thay thế một cái bảng điều khiển mới với cái màn hình LCD lớn hơn và bổ sung thêm thông tin của hộp số trên cái bảng điều khiển. Cái bục giảm xóc sau đến từ Suwa với hệ thống cái lò xo và hình dạng của cao su chống xóc đã được thay mới hoàn toàn. Cuối cùng là việc bổ sung thêm một cái phiên bản Rebel 500S Edition cũng nhận được rất nhiều cái sự quan tâm của giới mô điệu. Cái phiên bản S này sẽ được trang bị cho mình một cái bộ phận tùy chọn như đèn pha, tốc đồng phía trước, khiến cho toàn bộ chiếc xe trông ngầu hơn và thậm chí còn bắt mắt hơn. Một diện mạo là hoang dã hơn nhưng đậm cái tính hiện đại, cũng như sẽ là rất hoan nghênh trong thời gian gần đây. Cái phiên bản Rebel 500S 2010 được trang bị cho mình một cái ốp đèn mới phía trước và yên xe với những họa tiết kim cương. Phần thân xe cũng được tối giản với gam màu đen duy nhất. Và sau đây là vài thông số kỹ thuật của chiếc Honda Rebel 500 2010. Cái động cơ là 2 xăng 471cc, DOC 4 vành làm mát bằng nước. Cái công suất đa 40 HP tại vòng tua 8.500 phút. Moment tốc cực đại 41 Nm tại vòng tua 4.500 phút. Dung tích bình xăng 11.2 lít. Kích thước dài rộng cao lần lượt 2.205 x 820 với 1.090 mm. Chiều dài cơ sở 1.490 mm. Kích chỉ cấp yên xe 690 mm. Kích thước lớp trước và sau lần lượt 120x90x16, 150x80x16. Phuộc trước ống lồng 41mm. Phuộc sau lò xo đôi tính từ xô quà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Tiếp nhớ like và subscribe.